Xin chào tất cả các khán giả thân yêu của kênh Vlog Văn Lượng. Hôm nay mình đi xuống dưới chỗ mấy cái ao người ta bỏ hoang rồi mọi người. Này người ta nuôi tôm hay là ta nuôi cá kèo gì đó rồi không biết lý do sao ta bỏ hoang. Rồi thấy anh em ta xuống đây giăng cá phi nhiều quá, mình cũng đi mượn lưới mình xuống mình giăng mọi người. Con cái là hôm nay trời mưa quá, mình có gắn cái hộp và bảo vệ camera đó cho nên nói tiếng nó sẽ nhỏ. Mong mọi người xem và thông cảm nha. Nếu có yêu mến kênh thì cố gắng đăng ký cho mình một lượt đăng ký để kênh mình nó mau phát triển nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi bây giờ mình mời mọi người xem video giải trí nha mọi người. Kéo căng lưới luôn. Ê, có con cá gì nó giật giật là. Ê, cá lóc. À, rồi. Xíu vụt à. À. Mới vừa đuổi xong dính con cá lóc à. Mưa quá trời mưa.
ruột không luôn có nổi. Mình xin kết thúc video tại đây nha. Xin chào tạm biệt mọi người. Mưa lớn quá trời, sấm sét ớn quá chạy rồi. Không dám ở nữa mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã xem video.